Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 12 game. Các bạn cùng mình khám phá thử game đầu tiên nha. Tomb Hero, let's go. Okay, let's go. Come on.
Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ hai. Rồi, qua đây. Let's go. Cô nàng này đang đói, mình sẽ cho cô ta ăn. Ok. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang thứ ba, Taking Tombo Run. Let's go. Let's go. Thank you.
Ok rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang từ game thứ tư. Let's go. Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game thứ 5, Trombone. Let's go. Ok. Amazing. Let's go. Oh
Bye bye soon. Let's go. Oh my gosh. Okay. Never edge. Càng về sau thì độ khó càng cao các bạn nhá. Ok, rồi các bạn cùng mình khám phá tựa game tiếp theo nhá. My Tomb. Let's go. Đây là một tựa game khá là hay. Hey you. Hey. Let's go. Oh man. Ok, rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang My Tomb 2. Let's go.
Đây, bạn lại đang bị ốm rồi. Ok. Và bây giờ thì mình sẽ chữa bệnh cho anh ta. Let's go. Ok. Let's go. Ok, rồi, bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. My hand. Let's go. Mình có chú chó này. Rất là đẹp luôn, ok. Chú chó ăn đi. Tiếp tục nào. Mua thêm đầu cho cột nữa chúng ta. Let's go. Ok. Let's go. True. What?
Và bây giờ thì mình sẽ sang game tiếp theo, Tom Zetsky 2. Let's go. So let's go. Và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Tom Candy Run. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Let's go.
được gì đây? Wow. Về đây rồi, về mo rồi. Số 4 đi. Ok. Let's go. Rồi, tắm cho cậu ta, sau đó thì mình sẽ sấy. Ok. Let's go. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Chicken pan. Let's go. Ok, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.